chị và các bạn đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Vâng, ngày hôm nay chúng ta được chào đón đến với trường quay 4 thí sinh lần đầu tiên xuất hiện tại S14 này. Và họ mang đến đây rất nhiều điều thú vị. Có người thì thích cờ tướng, có người lại thích cờ vua, có người thì có khả năng làm thơ, có người thì không thích nói chuyện lắm nhưng mà thích nghe người khác nói chuyện anh ạ. Vâng, đó là những điều chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón 4 thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Vũ Đăng Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chào đón chàng trai đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thái Bình, bạn Phạm Tiến Huy. Ở vị trí thứ 3 là bạn Đỗ Trọng Thái Dương đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội. Hãy cùng chào đón nhà leo núi ở vị trí thứ 4, bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông Kiên Phan Bội Châu, Nghệ An. Một lần nữa xin chào đón Đăng Tuấn, Tiến Huy, Thái Dương và Văn An, những nhà leo núi vô cùng khôi ngô và tài năng đến với đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Anh Huy ơi, hôm nay em cảm thấy là cuộc thi của chúng ta rất có duyên với số 2. Có phải bởi vì đây là cuộc thi tuần thứ 2 của năm thứ 22 không? Và ngoài ra thì chúng ta còn có hai bạn thí sinh đến từ Hà Nội. Trong cả 4 bạn thí sinh và 2 MC thì 2 người đến từ Nghệ An và 2 người tên Huy. Hôm nay với nhiều số 2 đáng yêu như vậy, tại sao mình không 1, 2, 3? Hi! Tôi hy vọng rằng những giây phút vừa rồi đã khiến các bạn cảm thấy thoải mái trước khi đến với phần thi đầu tiên. Khởi động! Bạn có thể làm được những động tác mà ít ai làm được. Hai, chinh nôm ạ. Chính xác. Câu hát trừ, bố siêu quá khứ. Hải Phòng, Nam Bộ. 10 điểm. Khởi động! Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định, nỗ lực không ngừng nghỉ, kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm, dựng xây cho tương lai. Tha cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ là phần thi khởi động. Vâng, thí sinh đang đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là bạn Vũ Đăng Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội. Rất vui khi chào đón bạn đến với gia đình Olympia này. Và Đăng Tuấn là người đã giành rất nhiều huy chương cờ tướng, châu lục và quốc gia. Thành tích cao nhất thì em đạt được vào năm 2019 và năm 2020 với cùng huy chương bạc đồng đội toàn quốc ạ. Rất xuất sắc. Thế trong lúc mà không học, không phải đi thi cờ tướng thì bạn sẽ làm gì? Thì em sẽ ra ngoài, một là đọc sách, hai là ra ngoài chơi bóng đá. Vị trí của bạn trong đội bóng của trường ở lớp là vị trí gì ạ? Vị trí thì thường là tiền đạo cắm ạ. Và rất là hay chớp thời cơ ghi bàn đúng không? Vâng, nhưng mà cũng đôi khi có những pha tấu hài không mong muốn ạ. Bạn có thể tả kỹ hơn về những pha tấu hài đó được không? Tức là đồng đội đã truyền qua cả thủ môn đối phương rồi nhưng em lại đá bóng lên trời ạ. Ồ, đấy là một tài năng đấy nha. Không phải ai cũng có thể làm được như bạn đâu. Và tôi cũng nghĩ là không phải ai cũng có thể vừa là kỳ thủ cờ tướng, vừa chơi bóng đá giỏi, lại vừa học giỏi nữa. Và ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để làm quen với nhau hơn. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng đến với phần thi đầu tiên chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là lượt thi 30 giây của phần thi khởi động. Đăng Tuấn. Chinh Nôm ạ. Chính xác. Triều đại nào vị trí nước ta trong Triều Lý ạ. Triều Lý. Đây là hình ảnh của thành phố nào? Thái Dương. Paris. Đúng là như vậy. Em luôn là Thái Dương. Chính xác. Cách quay và cách đối xứng trục. Thái Dương. Tịnh Tiến. Rời hình mới đúng ạ. What color? Tiến Huy. White. Chính xác. Vâng, như vậy là sau lượt thi 30 giây của phần thi khởi động, số điểm các bạn đang lần lượt có là 10, 10, 20 và 10. Trong phần thi này thì chúng tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một phần nào đó khi mà tất cả các bạn thí sinh đều có thể dành cho mình những điểm 10 trong lượt chơi đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với người đang tạm dẫn đầu với hai câu hỏi trả lời đúng, đó là bạn Thái Dương đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội.
Bạn là một người rất thích nghe người khác nói chuyện ạ. Tại sao lại như thế ạ? Đấy gọi là hóng đúng không bạn? Tại vì lúc mà nghe em là người giao tiếp kém nên là đôi lúc nghe người khác nói chuyện thì em cũng học hỏi được cách nói chuyện của họ và đôi lúc là cũng nghe thêm được nhiều kiến thức từ mọi người nói chuyện nhau. Lúc nãy Đăng Tuấn, Tiến Huy và Văn An có nói chuyện gì, bạn có hóng được chút nào không? Dạ, em cũng hóng được nhiều. Ngoài ra thì bạn có biệt tài ghi nhớ bài giảng của thầy cô rất nhanh. Bạn có thể nói gì về cái khả năng đó? Thì thường giảng bài trên lớp lại, lúc em nghe giảng là nghe đâu em thường cố nhớ đến đấy để sau khi mà về nhà chỉ cần đọc lại một lượt thôi là em chỉ thuộc bài các thầy cô rồi. Đấy là quá siêu đấy, ước mơ của bao bạn học sinh đấy. Bây giờ thì các bạn thí sinh sẽ đến với lượt thi 60 giây trong phần thi khởi động. Khi dùng chữ chị trong câu cho tôi đi làm mưa với chị rõ, chị rõ. Bỏ qua. Nhân Hóa, bất lượt. Chị Tổng đốc nào là người đáng quyết? Hoàng Diệu. Chính xác. Phân thể 3 giây bằng nguyên tử kim loại lấy kết. OH trừ. Chính xác. Màn âm này là của đội tuyển quốc gia nào? Italia. Phần diện tích lãnh thổ chính của Nga ở châu Âu hay châu Á lớn hơn? Bạn có 10 điểm. Thái Dương. 6, 7. Bất lượt. Phản ứng là phản ứng hóa học khi xảy ra đồng hồ. Chiều quá khứ. Chính xác. Khi bị bỏng nước sôi thì nó sẽ cứu ngay bằng cách nước lạnh. 10 điểm. Vịnh có huyện đảo Bạch Long Vĩ. Hải Phòng. Vịnh Bắc Bộ ạ. Loại vũ khí tầm xa cổ xưa nào sử dụng? Cung. 10 điểm. Liên hoan phim Venice diễn ra ở nước nào? Nước ạ. Ý mới đúng ạ. Trong một số các phân, phần nguyên và phần thực phân. Dương. Phần nguyên. Chính xác. Như vậy là chúng ta đã kết thúc lượt khởi động 60 giây và số điểm các bạn đang có hiện tại là 10, 40, 40 và 30. Người đang đồng dẫn đầu với số điểm 40 đó chính là bạn Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình. Vâng, điểm đầu tiên khi tôi đọc bản đăng ký của Tiến Huy đó chính là bạn có cái sở thích hóng bạn bè tâm sự về vẻ đẹp cuộc sống. Dạ, tại không sao ạ, đây là cùng bạn bè tâm sự về vẻ đẹp cuộc sống ạ. Đây là trò chuyện. Thường thì vẻ đẹp cuộc sống là các bạn nói về điều gì ạ? Em nghĩ phụ nữ chính là vẻ đẹp đẹp nhất của cuộc sống ạ. Ngoài ra thì bạn Tiến Huy còn có chia sẻ là bạn có thể làm được những động tác mà ít ai làm được. Đấy là những động tác gì ạ? Dạ thôi, nói ra thì ngại nhưng mà phần lớn là những điều kỳ diệu đến từ đôi bàn tay chị ạ. Ví dụ như là như này, chạm cái ngón tay giữa vào, hoặc là cái cơ ở chỗ tay này, em có thể di chuyển được nó cả tay trái tay phải. Cái này thì đúng là ít người làm được thật. Tiến Huy cho chúng tôi hỏi là tại sao các bạn trong lớp của Tiến Huy lại gọi bạn là ông Hoàng Văn Vở ạ? Dạ, em cũng không biết, có thể là do em từng có lần được tổng kết học kỳ được 9,5 văn mặc dù em học ở lớp chuyên tự nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ là bên cạnh số điểm cao trong môn văn thì bạn cũng là một người nói chuyện rất duyên và rất hay nữa thì mọi người mới nói thế chứ ạ? Cũng may là chưa ai chê em vô duyên trước mặt ạ. Những cổ động viên của bạn ngồi ở đâu ạ? Dạ, ở góc khán đài bên kia ạ. Và ở đây nữa. Ở trong trái tim đúng không ạ? Tôi xin xác nhận lại chính xác Tiến Huy của chúng ta là rất ông Hoàng Văn Vở. Bạn thí sinh đang đứng ở vị trí thứ tư có số điểm 30 đó chính là Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Trước hết là chào Đông Môn. Dạ. Bạn có chia sẻ là mục tiêu lớn nhất đến với đường lên đỉnh Olympia đó là có thể tiếp nối truyền thống ngôi trường của mình, mang đầu cầu về cho trường mình. Vậy thì bạn đã chuẩn bị như thế nào cho những phần thi sắp tới? Dạ thì với những phần thi sắp tới thì kiến thức bọn em cùng sẽ không thể chuẩn bị gì thêm. Vậy nên thì em sẽ chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật là đẹp để có thể thoải mái thi. Và với một sự cổ vũ nhiệt tình và đông đảo như thế này thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là Văn An sẽ hoàn thành được rất tốt. Và chúc bạn sẽ thực hiện hóa được ước mơ của mình nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động 90 giây. Gia tốc của chuyển động tròn là gì? Hướng. Chính xác. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ hay sai? 10 điểm. Khi tia sáng truyền từ không khí sang lớn hơn, nhỏ hơn mới đúng, mất lượt. Hát Xoan của tỉnh nào đã được ghi danh là di sản văn hóa? Phú Thọ. 10 điểm. Loại muối nào là muối của axit chloric? Muối clor đúng không? Muối clorat. Thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong máu? Hồng cầu. Huyết tương ạ, mất lượt. Hút tiêu là phần nhập của bài. Chính xác. Hai cạnh đáy của hình trang với nhau. Chính xác. Cơm tấm là món ăn có nguồn gốc từ Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ? 10 điểm. Phenol có lực axit mạnh hơn hay yếu hơn? Chính xác. Là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh ở người? Được đón. 10 điểm. Các chuyện con tấn không đến chết vẫn hà tiện thuộc chị cười. 10 điểm.
Trong cuộc khoảng chiến trường 30 lần 3 ai đã khẳng định? Tất cuộc đáp án là Trần Hưng Đạo. Mất lượt. Kim Bắc món ăn nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc. Sushi. Rong biển ạ. Mất lượt. Trong tập số thức mỗi số ai được gọi nhất một tâm bậc 3. 10 điểm. Các vật cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử. Proton, neutron. 10 điểm. Tỉnh nào là tỉnh của dương tích nhất bậc 3. 10 điểm. Điện tử còn thiếu để có tên đầy đủ của một chương trình. Chính xác. Thông qua 3 lượt chơi của phần thi khởi động thì các bạn đã vượt qua được 36 câu hỏi và số điểm của các bạn sau phần thi này như sau. Đang có điểm 10 đầu tiên là bạn Đăng Tuấn. Sở hữu 60 điểm là Tiến Huy. Đó cũng là số điểm của Banana đang có. Và dẫn đầu với 120 điểm là Thái Dương. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi. Liên hoan phim Venice diễn ra ở nước nào? Đức ạ. Ý mới đúng ạ. Liên hoan phim quốc tế Venice là một trong 3 liên hoan phim lớn nhất thế giới, bên cạnh liên hoan phim quốc tế Berlin và liên hoan phim Cannes. Thành lập năm 1932, sự kiện này được tổ chức hàng năm, thường vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 trên đảo Lido, Venezia, Italia. Giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim là Cúp Sư Tử Vàng, được giới thiệu từ năm 1949 và được sử dụng cho đến nay. Bức tượng sư tử vàng có cánh của Saint Mark là một biểu tượng của thành phố Venice và cũng xuất hiện trên lá cờ của Cộng hòa Venice. Có một quy ước bất thành văn thú vị tại sự kiện là mỗi người chiến thắng đều nên có một trò đùa châm biếm về Hollywood. Điều kiện cơ bản mà liên hoan phim này đề ra với các bộ phim tham gia là phải được chiếu độc quyền trong suốt những ngày diễn ra liên hoan và không được phép công chiếu công khai hoặc tham gia các liên hoan phim khác. Không biết vì lý do gì, nhưng con số yêu thích của liên hoan phim Venice là 7. Đó là số lượng giải thưởng lớn được trao. Có 7 chương trình chính diễn ra trong liên hoan phim Venice, trong đó có chương trình chiếu phim không dự thi, hội chợ phim, vân vân. Và số lượng thành viên ban giám khảo chấm phim dự thi cũng phải có tối thiểu 7 người. Một ẩn số gồm có 9 chữ cái. Đôi khi chúng ta cũng cần sự chắc chắn 100% nữa. Liệu câu trả lời của bạn có hơi liều lĩnh không ạ? Tôi phải nói rất tiếc. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yoko Gold mới vì nhà thanh với chất xơ Gold và Taurin nhập khẩu từ Nhật cùng 100% DHA từ tảo giúp bé phát triển não bộ và tiêu hóa khỏe. Tiêu hóa khỏe bé tinh nhanh. Yoko Gold dưỡng chất tốt từ Nhật Bản. Này có hộp pha sẵn Yoko Gold thơm ngon bổ dưỡng. Trái tim đã yêu lắm phở cung đình, mà khi ăn Lý Trí Mách Bảo vẫn cần nhiều phở hơn nữa, nên Hà chọn cung đình phở Hà Nội bát to đặc biệt mới. Gói nước cốt xương hầm kết tròn hồn nước phở cùng gạo ST25 chứ dành cho bánh phở dai mềm, cho phở đã ngon nay còn nhiều hơn, chuẩn Hà Nội bát đặc biệt. Dễ dàng chinh phục lý trí và trái tim người sành phở. Yêu phở Hà Nội thường ngay cung đình nhé. Vinamilk Deluxe Plus cho bé một khởi đầu vượt trội. Plus cao mạnh mẽ khỏe. Vinamilk Deluxe Plus bổ sung sữa non colostrum cùng chất xơ HMO giúp tăng cường miễn dịch và đạp quầy dễ hấp thu. Bé cao khỏe, tăng cân sau 3 tháng đã được chứng minh lâm sàng. Lớp mà cao quá lớp má. Cao khỏe chẳng khó khi có Deluxe Plus. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật, và để có thể vượt qua phần thi này các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 9 chữ cái. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Đăng Tuấn. Em xin chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 9 chữ cái. Ngô Quyền đã dựa trên hiện tượng thiên nhiên nào để làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Không hề làm khó cả 4 bạn thí sinh của chúng ta. Chúng tôi đều nhận chung một đáp án, đó là thủy triều. Xin chúc mừng các bạn đã có thêm điểm 10. Chúng tôi đã
nhận được tín hiệu xin trả lời vượt chướng ngại vật từ người đứng ở vị trí thứ tư, đó là bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Xin mời Văn An. Câu trả lời của em là lực hấp dẫn. Ngay khi Văn An vừa kết thúc câu trả lời của mình là lực hấp dẫn thì Tiến Huy đã có một hành động khá tiếc nuối và có phần bối rối. Tiến Huy, sao đấy ạ? Em cũng đang nghĩ đến lực hấp dẫn và em nghĩ ra nháp rồi nhưng mà em chưa dám bấm. Ở phần thi vật chướng ngại vật thì bên cạnh sự tự tin, quyết đoán thì đôi khi chúng ta cũng cần sự chắc chắn 100% nữa. Văn An có nghĩ là khi mà chúng ta chỉ mới trả lời được hàng ngang đầu tiên và chưa có một mảnh ghép nào được lật mở, liệu câu trả lời của bạn có hơi liều lĩnh không ạ? Em nghĩ là bây giờ mình cùng nên liều rồi. Hiện tại bây giờ Văn An đang có cùng số điểm với Tiến Huy và đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 ở trong đoàn leo núi. Với câu trả lời này của Văn An, đúng hoặc sai, chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn ở vị trí thứ tự đứng các bạn thí sinh hiện tại bây giờ. Tuy nhiên, sự liều lĩnh lần này của Văn An, tôi phải nói rất tiếc. Với các bạn thí sinh còn lại, xin chúc mừng Văn An. Lực hấp dẫn, một từ khóa bao gồm 9 chữ cái, chính là từ khóa mà chúng ta đang cần đi tìm lời giải đáp. Và Văn An đã xuất sắc trả lời được chướng ngại vật trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Với cả 4 từ hàng ngang, hút, thủy triều, Newton và quỹ đạo, chúng tôi đang nhắc tới lực hấp dẫn trong vật lý. Lực hấp dẫn là lực hút giữa mọi vật và có độ lớn tỷ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Lực hấp dẫn giúp gắn kết các vật chất để hình thành nên trái đất, mặt trời và các thiên thể khác. Nếu như không có lực hấp dẫn thì các vật thể sẽ không thể liên kết với nhau và chúng ta sẽ không thể có một cuộc sống như hiện tại. Vâng, và lực hấp dẫn tạo nên một hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ, đó chính là thủy triều. Và nhờ vào hiện tượng này thì ông cha ta đã áp dụng để giành được những chiến thắng quan trọng trước giặc ngoại xâm, góp phần giữ gìn đất nước đến ngày nay. Và hình ảnh các bạn chưa kịp lật mở hết là hình minh họa giai thoại quả táo rơi và là nguồn cảm hứng để Newton đưa ra các lý thuyết về lực hấp dẫn. Và một lần nữa xin được chúc mừng Văn An với câu trả lời chính xác này. Văn An đã vươn lên dẫn đầu với số điểm 150 và không biết là những bạn còn lại đang sở hữu những số điểm như thế nào. Đang có 20 điểm là Đăng Tuấn, sở hữu 70 điểm là Tiến Huy, 130 là điểm số của Thái Dương và dẫn đầu với 150 điểm là Văn An. Em nghĩ mình chưa làm được tốt cho lắm. Bởi các bạn, một phần là các bạn rất là giỏi và rất là nhanh. Cảm thấy khá là tiếc bởi vì chướng ngại vật này không phải là khó nhưng mà em lại hơi có sự nhút nhát. Nhưng thấy bạn An rất là liều lĩnh, chắc là các phần tiếp theo em phải cố gắng hơn nhiều để có thể thắng vượt hơn bạn ấy. Với 20 điểm thì em không nghĩ đó là một lời thề lớn nhưng mà em sẽ cố gắng tiếp trong những phần thi sau để có thể đạt được thành tích tốt hơn. Em cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ chướng ngại vật mặc dù đã nghĩ ra từ ngay khi đáp án chưa được công bố. Em nghĩ là em cần phải nghe nhanh hơn nữa trong phần tiếp theo. Điểm số của em hiện tại chỉ các bạn 20 điểm nên là em nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Em cảm thấy rất là vui khi mình đã liêu đúng lúc. Em sẽ cố gắng để trở lại mạnh mẽ trong tăng tốc và về đích. Các bạn đã sẵn sàng? Những số điểm của các thí sinh sẽ thay đổi như thế nào? Trả lời nhanh nhất ở 1 giây 03, trả lời nhanh nhất ở 1 giây 87. Bây giờ là phần đi tăng tốc. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định, nỗ lực không ngừng nghỉ, kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm, dựng xây cho tương lai. Tha Cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đây ít phút thì bạn Văn An là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật và không biết là phần thi tiếp theo đây những số điểm của các thí sinh sẽ thay đổi như thế nào. Những nhà leo núi
hãy về vị trí của mình và hãy cho chúng tôi biết các bạn đã sẵn sàng để leo núi như thế nào và dành trọn vẹn 40 điểm, số điểm tối đa cho từng câu hỏi. Chúc các bạn thành công. Bây giờ sẽ là câu hỏi tăng tốc đầu tiên. Đâu là hình ảnh quan sát được khi nhìn thẳng khối trong ảnh từ phía trên xuống? Văn An là người trả lời nhanh nhất ở 1:03 và đưa ra lựa chọn là hình số 6. Đó cũng là lựa chọn của Tiến Huy, trong khi đó Thái Dương và Đăng Tuấn lựa chọn là hình số 4. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là hình số 6. Chúc mừng Văn An với 40 điểm, Tiến Huy thêm 30 điểm. Phía trước chúng ta sẽ còn có 3 câu hỏi tăng tốc. Đăng Tuấn hãy vững tin, tự tin sẽ cho bạn thêm sức mạnh. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 2 của phần thi tăng tốc. Các bạn đang nhìn những bức hình A, B, C, D mà chúng tôi đưa ra. Nhiệm vụ của các bạn là sắp xếp các hình ảnh minh họa với tên hệ cơ quan tương ứng của cơ thể người. Cả bốn bạn thí sinh đều đã đưa ra cùng một phương án trả lời, đó là D, A, C, B. Và đáp án của chúng tôi đó là D, hệ thần kinh, A, hệ hô hấp, C, hệ tuần hoàn và B là hệ tiêu hóa. Và người trả lời nhanh nhất ở 1:87 là bạn Tiến Huy. Điều đó có nghĩa Tiến Huy đã dành cho mình 40 điểm. Chúc mừng bạn. Thái Dương có thêm 30 điểm, Đăng Tuấn có thêm 20 điểm và Văn An có thêm 10 điểm. Rất nhanh chóng các bạn đã đến với cơ hội tăng tốc thứ 3 rồi. Hãy tận dụng thật tốt cơ hội này. Tìm số thích hợp, điền vào dấu hỏi chấm. Văn An là F, Tiến Huy là D và Đăng Tuấn là A. Thái Dương lựa chọn là F, đồng nghĩa với việc bạn lựa chọn con số 13. Vậy thì tại sao bạn lại tính ra được là con số 13? Thưa anh, em nghĩ quy luật ở đây là ta lấy 4 số ở góc cộng lại và trừ đi 2 sẽ ra số trung tâm. Và như vậy là ở hình thứ 4 thì chúng ta sẽ phải lấy 4 cộng 5 cộng 3 cộng 3 trừ đi 2 là bằng 13. Và đó cũng là đáp án của câu hỏi này. Xin chúc mừng Thái Dương có thêm 40 điểm, Văn An có thêm 30 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng trong phần thi tăng tốc. Hãy chuẩn bị cho mình một bước đường dài và dành trọn vẹn 40 điểm. Các bạn hãy cho biết đây là nơi nào? Bạn đã đưa ra câu trả lời của mình. Văn An đưa ra câu trả lời là Hội An ở 7:18, trong đó Thánh địa Mỹ Sơn là câu trả lời của Đăng Tuấn và Tiến Huy. Đó chính là một kiến trúc kiệt tác nổi tiếng ở Duy Xuyên, Quảng Nam, Thánh địa Mỹ Sơn. Chúng tôi xin chúc mừng Đăng Tuấn đã dành cho mình thêm 40 điểm và Tiến Huy có thêm 30 điểm. Chúng tôi đang nhắc tới Thánh địa Mỹ Sơn, kho tàng với những tuyệt tác kiến trúc và những bí ẩn về kỹ thuật xây dựng
cũng như vật liệu đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu của các nhà khoa học, từ đấy thì đã kích thích sự tò mò của những du khách đến thăm. Và hình ảnh về Thánh địa Mỹ Sơn cũng đã khép lại phần thi tăng tốc của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ hãy cùng xem các thí sinh đang có bao nhiêu điểm. Đang sở hữu 80 điểm là Đăng Tuấn, Tiến Huy là 170, số điểm của Thái Dương là 200 và dẫn đầu với 230 điểm là Văn An. Hơi tiếc cô tăng tốc 3 khi em tìm ra một quy luật khác là tổng của 3 số ở các đỉnh cận liền nhau cộng vào sẽ bằng số ở chính giữa. Nên là em có sai ở câu toán là lĩnh vực sở trường của em. Ăn được một câu 40 điểm nhưng mà vẫn chưa phải là phần thi tốt đối với em. Em sẽ cùng nói phần thi về đích. Em thấy mình chưa thành công lắm ở phần thi tăng tốc này, cái điểm số của em giành được là khá ít. Khoảng cách giữa hai em và người đội giãn thêm một chút. Em thấy khá tiếc câu tăng tốc thứ hai và câu tăng tốc thứ bốn khi mà em đặt trầm không thể gõ kịp câu tăng tốc thứ nhất với câu tăng tốc thứ ba thì em khá là hay lắm. Em sẽ lựa chọn cách thi đấu đôi chút mạo hiểm. Với điểm số hiện tại của em đang hơi thấp hơn so với các bạn thì em sẽ được thi gần cuối và em sẽ lựa chọn những cái phương án phù hợp với tình hình của trận đấu. Anh nghĩ sẽ chọn một cách an toàn. Em sẽ chơi một cách an toàn để có thể bảo toàn được cái vị trí dẫn đầu của mình. Phía sau đây là những đồ vật bí mật. Hãy hết mình với những câu hỏi phía trước. Chơi hết mình em xin lựa chọn hai câu 40 điểm. Cuộc đua của chúng ta đang càng lúc càng trở nên gay cấn. Các bạn thí sinh còn lại đang bấm vỡ chuột rồi. Xin mời. Câu trả lời của em là... Đáp án của em là... Taco hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là phần thi về đích và số điểm các bạn đang có lần lượt là 80, 170, 200 và 230. Và căn cứ vào những số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Văn An. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Khi mà đi đến chặng đường này rồi thì tôi tin chắc là cổ động viên của bạn đã phần nào an tâm. Nhưng mà hãy nhớ rằng là cuộc chơi chưa kết thúc, đừng bao giờ dừng lại sự cố gắng của mình nhé. Dạ vâng ạ. Hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn. Em xin chọn gói 40 chia đều cho 2 câu ạ. 40 chia đều cho 2 câu, mỗi câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, những lá cây màu đỏ có quang hợp không? Vì sao? Có ạ, do sắc tố beta carotene trong lá vần không ạ, không ạ, do diệp lục là sắc tố quang hợp mà quang mà lá lại có màu đỏ. Các bạn thí sinh còn lại đang bấm vỡ chuột rồi, xin mời Tiến Huy. Thưa anh, đáp án của em là có quang hợp. Lá cây có màu đỏ là do sắc tố carotenoid, còn nhưng nó vẫn có sở hữu sắc tố màu xanh của diệp lục và vì thế nó vẫn có thể quang hợp được ạ. Chỉ là nó ít hơn so với carotenoid thôi ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là có quang hợp vì những lá cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố diệp lục. Các bạn chỉ cần trả lời như vậy thôi. Và Tiến Huy đã giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Chúc mừng bạn. Với câu hỏi có giá trị 20 điểm sắp tới thì Văn An có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng đã được lựa chọn bởi Văn An. Thành công sẽ không bao giờ từ chối những người dám nghĩ dám làm. Xin chúc Văn An thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của chương trình. Và đây là một câu hỏi thực hành. Và phía sau đây là những đồ vật bí mật. Hiện tại cùng lật mở nha. Có đủ nước uống cho cả bốn bạn đây. Các bạn có thể thấy ra chúng ta có hai chai thủy tinh, một chai đã được dán nhãn có dung tích 500ml, một chai có dung tích 300ml, ngoài ra có thêm một chai lớn đựng nước không rõ dung tích và một chiếc phễu màu đỏ. Dựa vào những đồ vật chúng tôi đã cho thì các bạn hãy lấy chính xác 100ml nước. 15 giây suy nghĩ của Văn An bắt đầu. Chỉ sử dụng những thứ đã cho, hãy lấy chính xác 100ml nước. Xin mời Văn An tiến lên. Thời gian thực hành 30 giây của Văn An bắt đầu.
giây. 20 giây kịp. Hết giờ, mất chả rồi. Vâng, bây giờ xin mời Văn An hãy trở về vị trí. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tôi hiểu là Văn An đã biết cách chia rồi, nhưng mà thời gian thì lại hơi nhanh so với thao tác của bạn đúng không? Chúng tôi rất mong muốn mời Văn An có thể làm lại. Và đáp án là đầu tiên chúng ta để đổ đầy nước vào chai 300ml. Sau đó đổ từ chai 300 sang chai 500. Sau đó tiếp tục lấy nước đổ đầy vào chai 300ml. Đổ số nước tiếp tục vào chai 500 thì còn lại ở trong bình 300ml đó chính là 100ml chúng ta cần đúng không Văn An? Dạ vâng ạ. Vâng, rất tiếc cho Văn An. Chúng ta chỉ hơi chậm một chút thôi. Rồi, cảm ơn Văn An. Chúc mừng Văn An đã hoàn thành xong phần thi của mình. Với phần thi vừa rồi thì chúng ta đã có một chút thay đổi nho nhỏ ở vị trí đứng của những nhà leo núi, và người đang tạm dẫn đầu là bạn Thái Dương với 200 điểm, cũng là người sắp sửa bước vào phần thi về đích. Xin mời bạn bước lên phía trước. Và Thái Dương hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn 2 câu 20. 2 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Những câu thơ sau nhắc đến một số địa điểm, di tích thuộc danh thắng nào? Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng, này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh. Trời ơi, là chùa Hương. Chúng tôi đã lắng nghe câu trả lời của Thái Dương. Tuy hơi nhỏ một chút xíu, chưa tự tin với câu trả lời là chùa Hương. Tôi nghĩ là bạn nên tự tin hơn mới phải ạ, bởi vì đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thái Dương. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích dành cho Thái Dương. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Chúng tôi đã ghi nhận. Sau đây sẽ là câu hỏi dành cho Thái Dương. Đó là một câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một thí nghiệm hóa học như sau. Tôi có các hóa chất cồn 70 độ và canxi cloruro-khan. Bỏ một vài viên canxi cloruro-khan vào bình nó chứa cồn 70 độ. Ta thấy viên canxi cloruro-khan trương lên. Các bạn hãy cho biết hiện tượng này chứng tỏ trong cồn có chất gì. Chúc các bạn thành công. Chị đã bảo em là chứng tỏ trong cồn có carbon. Cơ hội thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Mời Tiến Huy. Thưa em, đáp án là trong cồn có chứa nước và nó đã làm cho canxi cloruro-khan hấp thụ nước và trương lên ạ. Vâng, canxi cloruro-khan là chất rất háo nước và đáp án chính xác là nước. Chúc mừng Tiến Huy. Tiến Huy còn đưa đến một lời giải thích rất chính xác nữa. Cảm ơn bạn. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Thái Dương rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Vâng, cuộc đua của chúng ta đang càng lúc càng trở nên gay cấn khi mà số điểm của các bạn đang rất sát nhau. Tiếp theo sẽ đến lượt về đích của Tiến Huy. Xin mời. Tiến Huy hiện đang có một lợi thế rất tốt, đang tạm dẫn đầu với 210 điểm. Bạn đã lựa chọn những câu hỏi như thế nào cho phần thi về đích chưa? Em xin chọn gói câu hỏi 2 câu 20 điểm. Vâng, Tiến Huy hãy thoải mái lên. Câu hỏi đầu tiên với nội dung như sau. Ở các công trình xây dựng, các thanh sắt có độ dài thích hợp thường được ghép với nhau tạo thành các tam giác. Việc làm này dựa trên tính chất toán học nào của một tam giác? Cho em là định lý hàm số cos trong tam giác. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Văn An. Câu trả lời của em là gió luôn chỉ có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một tam giác, nên nó được áp dụng vào các công trình xây dựng. Câu trả lời chính xác ở đây phải là một tam giác có độ dài 3 cạnh xác định thì sẽ có hình dạng và kích thước xác định.
và cả hai câu trả lời của hai bạn thì ban cố vấn đều không cho điểm. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho Tiến Huy. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Tại sao người ta gọi nhân trái đất là nhân ni phe? Thưa anh, đáp án của em là bởi vì nhân trái đất được cấu tạo bởi hai nguyên tố chủ yếu là niken và sắt, cho nên là được gọi nhân ni phe. Vâng, chúng tôi đã nhận được một câu trả lời rất nhanh của Tiến Huy và đó là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn. Xin chúc mừng Tiến Huy đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình và bạn đã bước về vị trí của mình với một phong thái vô cùng tự tin. Xin chúc mừng Tiến Huy. Và chúng ta chỉ còn một phần thi về đích nữa thôi và đó là người đang đứng ở vị trí đầu tiên, bạn Đăng Tuấn. Xin mời bạn. Những tiếng hò reo cổ vũ của các bạn đến từ trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy Hà Nội đang mang lại rất nhiều sức mạnh cho Đăng Tuấn. Em chơi hết mình, em xin là chọn hai câu 40 điểm ạ. Rất tuyệt vời. Sự ăn mòn kim loại là quá trình vật lý hay hóa học? Vì sao? Em nghĩ là sự ăn mòn kim loại là quá trình vật lý bởi vì là kim loại khi người tác dụng oxy kiểu bị oxy hóa nó khiến cho kim loại bị mòn ạ. À, quá trình hóa học ạ, bởi vì khi mà kim loại tác dụng oxy bị oxy hóa nên là kim loại bị ăn mòn ạ. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Văn An. Câu trả lời của em là sự ăn mòn kim loại là cả hai quá trình vật lý và hóa học. Vì kim loại có thể bị ăn mòn bởi các yếu tố ngoại cảnh như là gió, như là ánh sáng mặt trời và có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố hóa học như là bị oxy hóa trong không khí. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi đó chính là sự ăn mòn kim loại là quá trình hóa học thôi ạ. Bởi vì đây có sự biến đổi từ chất này sang chất khác. Chúng tôi đã kiểm tra ban cố vấn và ban cố vấn quyết định là không cho điểm trong câu hỏi của tôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của Đăng Tuấn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Chúng tôi chúc Đăng Tuấn sẽ mạnh mẽ, bình tĩnh đến với câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi hôm nay. Và đó là một câu hỏi yêu cầu bạn trả lời bằng tiếng Anh. Hey Calvin, are you free on Wednesday night? Sorry, I'm actually leaving town on a 3-day trip. I thought I told you. No. That's great though. Where are you headed? I'll give you a hint. Pharaohs, the Nile River, and ancient pyramids. Oh man, I've always wanted to go there. Can I come with you? What country am I traveling to? Russia. Russia. Đã nhận được câu trả lời của Đăng Tuấn và rất tiếc chưa phải là câu trả lời chính xác. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời. Yeah! Câu trả lời của em là Egypt. Văn An đã nghe hiểu câu hỏi này như thế nào ạ? Dạ, thầy giáo có bảo là thầy giáo sẽ đi một chuyến đi trong vòng 3 ngày và thầy có quay cái hình là có những cái kim tự tháp cổ. Thì kim tự tháp cổ duy nhất mà em nghĩ đến ở thời điểm hiện tại là ở Ai Cập, Egypt. Một câu trả lời vô cùng rành rọt, rõ ràng. Khả năng nghe hiểu của Văn An trong trường hợp này cũng phải đạt tới điểm 10 trên 10. Bởi vì đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Văn An. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả 4 phần thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Những bạn thí sinh của chúng ta đã đóng góp một trận thi hết mình. Và bạn Vũ Đăng Tuấn đến từ trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy Hà Nội đang có 40 điểm. Bạn Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du Thái Bình giành được 230 điểm.
Thái Dương đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây Hà Nội với 200 điểm về nhì. Và đồng giải nhì đó chính là bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An với 200 điểm. Cuộc thi tuần cuối cùng của tháng cuối cùng của quý 1 sẽ là những cơ hội vô cùng quý giá. Phương Linh, Hữu Đạt, Sơn Nam, Tuyết Anh. The moment when I saw you, I'm in love with you. Nhà thơ ngày xưa thì vừa uống rượu vừa làm thơ thì em có thể ăn bim bim và sáng tác thơ ạ. Rồi các bạn đã nhai xong chưa? Chúng ta thi nhé. Phương Linh 15, Hữu Đạt, Quốc Khánh. Chính xác. Sơn Nam 10 điểm. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời chướng ngại vật từ nhiệm bạn. Nhiệm vụ của em phải tìm ra độ cứng của cái lò xo này. Hãy hít một hơi thật sâu. Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Sau đây sẽ là khoảnh khắc tôn vinh và chúc mừng cả 4 nhà leo núi. Xin mời các bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ông Dương Công Vương. Và xin được trân trọng kính mời ông Dương Công Vương sẽ lên cao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Vâng, thí sinh giành được giải nhất của chương trình ngày hôm nay giành được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin được cảm ơn ông Dương Công Vương. Như vậy là cả 4 thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay đã cống hiến một trận thi đấu rất hay. Xin được gửi lời chúc mừng đến bạn Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thái Bình với vòng nguyệt quế rất đẹp và nụ cười rất tươi đang ở trên sân khấu này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ chờ đợi với số điểm 200 thì hai bạn Thái Dương và bạn Văn An có là người được bước tiếp với số điểm nhì cao nhất hay không. Trong gần một tiếng đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia ngày hôm nay thì chúng ta đã được chứng kiến những màn thi vô cùng hấp dẫn và đặc biệt đến từ các bạn thí sinh. Một Đăng Tuấn vô cùng điềm tĩnh, một Thái Dương vô cùng bản lĩnh và một Văn An đã nỗ lực xuất sắc tới những giây phút cuối cùng. Và ông Hoàng Văn Vẻ của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thái Bình hôm nay đã mang lại niềm tự hào cho ngôi trường của mình với chiếc vòng nguyệt quế rồi. Một lần nữa xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh của chúng ta. Các bạn chính là niềm tự hào của chúng tôi và hãy hãnh diện vì những nỗ lực của mình đã thể hiện hết khả năng của mình trong trận thi đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ luôn nhắc tới. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật yên vui. Em thấy hơi tiếc ở cỏ cuối cùng, em bấm cơm hơi chậm. Làm bao nhanh nữa, em thành thử. Sư, hôm nay là một cuộc thi rất là vui và em chúc cho bạn Tiến Huy có một cuộc thi thắng thật là tốt ạ. Em cảm thấy rất là vui vì mình đã chiến thắng được những đối thủ rất mạnh. Đồng thời em thấy mình đã có những may mắn để cho chiến thắng trận đấu này. Nhưng mà em rất hãnh diện khi đã đem lại niềm tự hào cho thầy cô, gia đình và nhà trường ạ. Em khá tiếc những cái cấu mà em đã chọn sai hay là những cấu thực hành mà em đã làm không kịp. Vì vậy thì em cũng xin chúc mừng anh Huy khi đã giành được chiến thắng trận hôm nay. Em cũng mong là em sẽ làm được cái thi cao nhất để có thể tiếp tục tiến vào cuộc thi thắng.